sẽ giới thiệu máy sưởi OCVS960. VS960 đây là loại máy sưởi oxy chạy bằng pin, sử dụng pin đại nha các bạn. Đây là máy sưởi oxy VS960 chạy bằng pin đại. Ok, máy là một cái hộp rất là xinh xắn. Chúng ta có thể sử dụng máy VS960 này để cung cấp oxy cho hồ cá của mình. Ngay bên hông các bạn thấy một cái công tắc nhỏ. Đây. Các bạn để ý cái công tắc nhỏ này nha. Cái công tắc nhỏ này là cái nút on, off, nghĩa là nút tắt mở cho cái máy VS960 này. Khi mua máy về á, các bạn mở cái hộp ra thì bên trong cái hộp này của chúng ta, nhà sản xuất đã tặng cho chúng ta một viên sủi oxy và một đoạn dây oxy nhỏ đủ để chúng ta sử dụng. Phía bên trong máy các bạn thấy sẽ có một cái motor nhỏ và một cái khe đựng hai bình pin. Một cái khe đựng pin. Khe đựng pin này thì sử dụng pin đại. Các bạn có thể sử dụng pin có, pin inner. Hai khe. Thì mình mua pin để sử dụng, mình ít khi nào sử dụng cả hai cục lắm. Bởi vì một cục pin đại gắn ở đây là chúng ta đã có thể sử dụng rồi, nhưng mà để cho nó ổn định á thì nên mua hai cục thì nó sẽ tốt hơn. Ở đây thì mình sẽ test một cục cho các bạn xem nha. Đó, một cục pin con ngó, cục này mình mua ở ngoài có 5.000. Sau đó chúng ta gạt cái nút mở lên. Đó, các bạn có thể nghe được cái âm thanh của nó. À, cái motor đang quay á, vậy là có thể đã sử dụng được rồi. Bây giờ mình sẽ test máy thổi oxy cho các bạn xem nha. Mình sẽ tắt cái máy trước nè. Khi lắp dây oxy, lắp pin đầy đủ thì chúng ta cứ lắp cái máy này ở ngay bên hông cái hành hồ cá của chúng ta và bật công tắc mở lên và sử dụng. Hiện tại mình đang sử dụng một cục pin trong máy oxy nha, sủi rất là mạnh và đều. Trung bình mình xài một cục pin này đó mà chạy liên tục á là tầm 5 tiếng đồng hồ cũng chưa hết pin. Để ổn định mà có thể sử dụng chạy cả ngày á, các bạn nên mua hai cục pin gắn vô. Còn như mình thì do mình tiết kiệm á nên mình chỉ cần xài một cục thôi là đủ rồi, rất tốt. Hai cục pin mà các bạn sử dụng trước khi sử dụng tới hết một ngày vẫn chưa hết.